sao chưa nên tin tưởng. Bóng đêm tối đang khép lại. Mặt trời cười tươi. Oya Mono, open your eyes. Rồi luôn. Trời gì dữ vậy gì vậy? Ai chà 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 chà. Chết rồi, cái bài gì mà nó triết lý quá vậy trời ơi. Hồng và tím, cam vàng, đỏ và xanh phát sáng. Chết thiệt chứ, cái bài gì mà nó dữ vậy ta. Hư quá rõ ràng, chỉ khi nhắm mắt. Giống như ta đang đi tìm lại, quay trở về nơi ấy. Cứ miên man tìm lại trong chính bản thân ta. Mùi hương của không gian này, dần lối đôi chân. Nhưng mà cái lời xứng đáng 20 cây si. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Nhưng mà cái lời tôi không thích lắm. Dài dữ vậy trời, cứu mẹ. Mà cái beat hay quá. Cái beat xuất sắc thiệt, nhưng mà cái lời nó, cái lời như là nhạc Việt Nam Airlines vậy đó. Đúng không? Cái nhạc giống Việt Nam Airlines không? Không phải, ý là cái lời nó, cái lời giống như phim Kiếm Hiệp. Nhắm đôi mới được khai. Chứ rồi nhắm đôi mắt để khai mở gì trời ơi. Rồi bài này sao mà, bài này rồi sao mà đi diễn ta, chẳng lẽ, chắc là chẳng lẽ đi diễn nhắm đôi mắt để khai mở, khai mở hả? Ôi cha, bài này hát karaoke cũng không được luôn. Bài này TikTok cũng khó nha, chết rồi. Không có khi nào là hả, anh sẽ chứng minh cho thấy bài này sẽ viral trên TikTok. Chúng ta sẽ có một điệu nhảy nhắm đôi mắt để khai mở, khai mở. Không hết được. Trời ơi cái gì? Naruto rồi. Nhắm, nhắm đôi mắt để khai, mở khai, mở đôi mắt để khai, mở khai, mở đôi mắt để. Nhắm, nhắm đôi mắt để khai, mở khai, mở đôi mắt để khai, mở khai, mở đôi mắt để. Tôi cảm giác như đây là quảng cáo cho một hãng mắt kính gì đó. Thiệt, nhắm đôi mắt để khai mở, khai mở á. Một hình bóng hiện ra, ai đang ngồi đối diện ta, chắc vẫn tìm lại bản ngã. Chết rồi, cái gì Kiếm Hiệp quá vậy trời ơi. Mà chuyện này từng trải qua, lòng mắt tròn. Nhưng mà cái beat hay là hay luôn á. Dâng, giây phút mà ta ngắm nhìn ta, âm thanh của ánh sáng. Giữa lưu gọi ta quay trở về nhà, muôn trùng mây gieo mưa xuống bàn tay. Nhắm, nhắm đôi mắt để khai, mở khai, mở đôi mắt để khai, mở khai, mở đôi mắt để khai. Nhắm, nhắm đôi mắt để khai, mở khai, mở đôi mắt để khai, mở khai. Giờ qua bên đây, võ thuật Trung Hoa rồi. Cái lời nó mà nhạc của môn hình như nhạc mono bây giờ không lên tấp tấp rồi hả? Chết thiệt. Nhắm mắt lại để khai mở thôn được đâu em ơi. Nhắm mắt lại là ngủ luôn á, bây giờ là đang buồn ngủ lắm. Mở đôi mắt để. Nhưng mà cái beat rất là hay, cái nhạc beat trời ơi, thích lắm luôn á. Dính quá vậy trời.
cái lời nó không có vô tri nha. Cái lời nó rất là có tri luôn á. Chỉ là mình cảm giác là sau một ngày mệt mỏi mình muốn nghe một bài nhạc vô tri thôi. Chứ cái lời của nó rất là hay. Trời mấy má ơi, mấy má mới vô tri á. Chỉ là mình sau một ngày mệt mỏi mình muốn nghe một cái bài gì đó nó vô tri á. Bây giờ mới đúng là muốn nghe nhạc vô tri nè. Ủa này hình như không phải Maxi. Donate cho chị vượt copy. Ây da, cảm ơn em. Nhưng mà chị thiếu. Chị vẫn đang thiếu nha. Chị vẫn đang thiếu chứ không có vượt. Trời ơi. Cảm ơn em nhiều, thank you. Như nhạc phim adventure vậy đó má. Quên gì rồi đúng không? Nhớ đừng quên ấn subscribe cho kênh Mickey Play để xem thật nhiều video về game của mình nha.